Vâng, em Vũ Hồng xin gửi lời chào đến tới các bác và tất cả anh em nhé. Thì trong video đêm nay thì bên em sẽ test chất âm của chiếc đài khống lọc JBL MBX-1002 của Mỹ em nhé. Dòng này thì bên em cũng đã có giới thiệu cho các bác khá là nhiều rồi. Chiếc đài JBL MBX-1002 đến từ Mỹ, thương hiệu rất nổi tiếng và cực kỳ là đẳng cấp. Với thiết kế mặt Class B gồm 48 sò, gồm 24 sò lớn, 24 sò nhỏ và chạy là 24 tàu và 2 cái khu vùng độc lập. Con này thì có thông số kỹ thuật là công suất 8 ohm, ở chế độ ST là 800W và chế độ mono, chế độ ST 4 ohm là 1200W nha các nhé. Con này thì đánh vào những cặp full đôi và socket là rất ok luôn, hoặc đừng không biết dòng này bắt mạnh và lực tiếng sâu mềm, nghe cực kỳ là hay, đặc biệt là dòng tiếng của JBL nha các nhé. Đây là nội thất phía bên trong của máy nha các nhé. Nội thất phía bên trong cực kỳ đẹp, quạt êm, quạt êm ru luôn nha các nhé, không nghe tiếng gió luôn, quạt rất là êm. MBX-1002 sản phẩm cực kỳ đẹp và hàm hố. Thì con này hiện tại bên em đang có mức giá là 18.500 bao cước tổng quát trên cao áp. Hiện tại thì em đang phối ghép với nó là một đôi full bắt 30 thôi của Hà Châu Âu, Anh Quốc, ôm như vậy nha, ôm để 41.3. Đôi ôm này thì tại đây bên em đang có giá là 10 triệu nha bác nha. Đang có giá là 10 triệu, các bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì liên hệ giúp không nha. Thích chơi dòng đời Mỹ thì liên hệ cho con. Ở JBL thì bên này hiện tại bên em đang có JBL MBX-1002, JBL MBA-600 và đang sắp tới đang về JBL MBA-1001 nữa nha các nha. Còn những dòng đã WC lớn khủng như là WC-5050-4050A, WC-4000 chi đó thì bên em cũng đang còn hàng. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho con qua số điện thoại trên tấm biển màn hình, các bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 để xem màn ảnh cụ thể chi tiết nha. Các bác nào xem kênh chưa đăng ký kênh
thì bác hãy vui lòng đăng ký và cũng như nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất nha bác nha. Vâng, và em xin cảm ơn tất cả bác đã bỏ chút thời gian theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau ạ.